mong manh đó thì U22 Timor-Leste cần phải giành chiến thắng trước U22 Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay. Một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng chắc chắn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ trao cờ của hai đội. Trên màn hình của quý vị là đội hình xuất phát của đội tuyển U22 Timor-Leste của cầu thủ áo số 20 Ricardo Bianco để thay thế cho số 14 Potela, người đã thi đấu không hiệu quả ở trận đấu trước. Philippines đã làm một điều có thể coi là thành công với U22 Timor-Leste ở kỳ SEA Games năm nay rồi. Huấn luyện viên Park Sun-tae, người Hàn Quốc, chưa có quá nhiều thời gian làm việc với U22 Timor-Leste, nhưng ông cũng đã để lại những dấu ấn cho đội bóng này. Rất nguy hiểm, cú dứt điểm của Mohamed Fasha, nhưng bóng đã đi hơi cao so với khung thành. Trước đó thì thủ môn Jorginho đã có một tình huống bắt bóng thiếu hợp lý và suýt chút nữa anh đã khiến cho U22 Timor-Leste phải trả giá. Một sai lầm đáng trách của Jorginho. Rất may là cú dứt điểm của Fasha đã đi nhưng rất hiệu quả. Cú truyền rất hay tới từ Mourinho nhưng tiếng còi đã cất lên. Genivio đã rơi vào tư thế việt vị. Đường truyền cho thấy nhãn quan chiến thuật rất tốt tới từ Mourinho. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Bóng đá phạt dành cho U22 Indonesia. Có lẽ sẽ là một pha treo bóng. Như vậy là cú sút gay, bóng đi trúng xả ngang. Sút phạt cú bóng đi trúng xa ngang vừa rồi là của số 19 Santosa. Hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với U22 chủ nhà Campuchia. Đường truyền của Marcelino không vào. Không thể tin được với pha bỏ lỡ vừa rồi tới từ Sananta. Một tình huống mà trước mặt anh là khung thành rộng mênh mông, nhưng cầu thủ áo số 9 vẫn dứt điểm lên trời. Rất khó tin. Trước đó thì đường truyền của Marcelino đã đập người một hậu vệ của U22 Timor-Leste, đưa bóng tới thẳng vị trí của Sananta. Một góc sút quá rộng. Nhưng cầu thủ, tiếng còi được cất lên. Đội phản công dành cho U22 Timor-Leste. Mourinho, vẫn là Mourinho. Tốc độ và kỹ thuật rất tốt của số 10. Đội dứt điểm đây rồi, không vào. Mourinho vẫn đang là tâm điểm của những đường lên bóng tới từ U22 Timor-Leste. Cú dứt điểm vừa rồi của anh nếu như không chạm chân hậu vệ của U22 và tỷ số không đều cho đến thời điểm này có thể được coi là một bất ngờ cho U22 Timor-Leste. Vẫn đang là pha ra. Marcelino Ferdinand. Chuyển vào của Fasha, đánh đầu, 1-0 cho U22 Indonesia. Thêm một lần nữa thì bàn thắng lại đến ở cuối hiệp đầu tiên như ở trận đấu trước gặp U22 Myanmar. Và lần này người lập công cho không còn là Marcelino Ferdinand mà là cầu thủ mang số 9 Sananta. Trận đấu thứ hai liên tiếp mà Sananta ghi bàn cho U22 Indonesia và lần này là một bàn thắng rất quan trọng.
bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng này. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống chuyền vào rất thuận lợi của Faza, bóng đi thẳng tới cái đầu của Sananta và cầu thủ này chỉ cần thực hiện một pha đánh đầu lái bóng rất đơn giản là đã có cho mình một bàn thắng. Dứt điểm bằng chân không thể ghi bàn. Lần này Sananta đã cho thấy lợi thế về thể hình, chiều cao trên 1m80 và anh có bàn thắng thứ 3 ở kỳ SEA Games lần này. Nhưng cũng phải dành những lời khen cho cầu thủ mang áo số 14 Faja, người luôn có mặt ở mọi điểm nóng. Bóng đã trở lại với các cầu thủ áo trắng. Khá nguy hiểm, không vào. Suýt chút nữa đã có một siêu phẩm đánh gót của cầu thủ U22 Indonesia. Và sau đó thì Marcelino Ferdinand đã bị thổi phạt việt vị. Lại là Sananta. Chúng ta lại đang thấy khả năng hoạt động rộng của Faja. Cuối hiệp 1 anh thi đấu bên phía cánh trái nhưng bây giờ anh xuất hiện ở bên phía cánh phải. Cơi! Không vào. Thêm một pha dứt điểm nữa tới từ Sananta, người đã mang về bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta đang thấy một nụ cười rất tươi trên gương mặt của huấn luyện viên Siafri, điều hiếm khi được chứng kiến ở kỳ SEA Games năm nay. Khi mà Timor-Leste có quá ít cơ hội để giành quyền đi tiếp, họ chỉ còn cơ hội nếu giành chiến thắng ngày hôm nay, một điều rất khó khăn. Lại một cơ hội rất khó tin vừa bị U22 Indonesia bỏ lỡ. Faza là người kiến tạo để Sananta ghi bàn trong hiệp 1 và suýt chút nữa anh có thể làm điều đó ở trong hiệp đấu thứ 2 này nếu đường truyền một cách thuận lợi hơn. Ở một khoảng cách gần nhưng Faza lại truyền quá mạnh và truyền bổng khiến cho Sananta thực sự là rất khó để khống chế. Pramathahan có cơ hội để dứt điểm. 2-0 dành cho U22 Indonesia và người ghi bàn lại là cầu thủ mang áo số 14 Muhammad Faza. Muhammad Faza đã ghi bàn ở cả 3 trận đấu tại vòng bảng lần này. Trận đầu tiên là vào lưới U22 Philippines, đó là bàn thắng khi anh vào sân từ ghế dự bị. Ở trận đấu sau đó là một pha dứt điểm từ xa rất đẹp vào lưới U22 Myanmar. Và bây giờ là một pha xử lý dứt điểm bằng chân trái. Faza đã kiến tạo cho Sananta ghi bàn cũng từ một tình huống tạt bóng bằng chân trái. Và bây giờ là một pha dứt điểm thành bàn. Một cầu thủ rất toàn diện và một cầu thủ xử lý bằng hai chân đều tốt. Tình huống xử lý rất bình tĩnh của Faza. Anh đẩy bóng sang chân trái trước khi đưa ra một tình huống dứt điểm hiểm hóc, không cho thủ môn Jorginho bất cứ một cơ hội cản phá nào. Chúng ta cũng đã được chứng kiến niềm vui của những cổ động viên Indonesia trên khán đài. Là rất khó khăn để U22 Timor-Leste thậm chí là tìm kiếm một bàn danh dự thôi. Tiếp tục là một cơ hội nữa cho đội bóng áo trắng. Dứt điểm, không vào, bóng đã đập trúng cột dọc. Và pha dứt điểm tiếp theo thì không thể thắng được Jorginho. Thêm một cơ hội nữa vừa trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ U22 Indonesia. Người đã suýt nữa có được bàn thắng lại là Sananta với cú dứt điểm đưa bóng đi trúng vào cột dọc. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Sananta dứt điểm trúng cột dọc, còn sau đó cầu thủ vào thay người João Hari. Còn ở trận đấu này U22 Timor-Leste đang gặp vô vàn khó khăn. Ôi, không vào! Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng cho các cầu thủ áo đỏ, một pha dứt điểm nữa. Lần này thì đó là tình huống dứt điểm không chính xác. Rất đáng tiếc cho thầy trò huấn luyện viên Park Sun-tae. Bóng đá đi trúng xả ngang ở tình huống dứt điểm đầu tiên tới từ Mario Quintao, cầu thủ vào sân trong hiệp 2. Người đã kiến tạo cho Quintao đó là Genivio. Đúng ra chân rất. Cầu thủ U22 Indonesia vẫn đang rất khỏe. Ôi, không được. Dứt điểm đi, không vào. Và bây giờ thì đã có bàn thắng thứ 3 dành cho U22 Indonesia. Faza, cái tên rất xứng đáng với một bàn thắng nữa trong trận đấu ngày hôm nay.
Một trận đấu tỏa sáng rực rỡ của Mohamed Fassa với cú đúp trong trận đấu này. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng. Fassa ở vào một tư thế dứt điểm rất thuận lợi, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị thủ thành Jorginho đẩy bóng đập trúng xà ngang. Nhưng khi có một cơ hội dứt điểm lần thứ hai thì số 14 đã không bỏ lỡ thêm một lần nữa. Một tình huống ngả người móc bóng rất điệu nghệ, vượt qua tất cả các cầu thủ Timor-Leste cũng như là thủ môn Jorginho để đưa bóng bay vào lưới. Rất tuyệt vời tới từ Fassa. Một pha kiến tạo và cú đúp bàn thắng. Một trận đấu rất thành công của cầu thủ này. Cơ hội phản công của U22 Timor-Leste trôi qua. Rất tốc độ tới từ cầu thủ U22 Indonesia, nhưng pha dứt điểm cuối cùng thì lại không hợp lý. Nỗ lực dứt điểm vừa rồi là của Stryer. Stryer là người. Và bây giờ thì tiếng còi mãn cuộc của trọng tài chính Nasaruddin cũng đã vang lên. Kết quả cuối cùng sau 90 phút thi đấu, U22 Indonesia đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U22 Timor-Leste. Một màn trình diễn rất thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Indra Shafri với một cú đúp của số 14 Mohamed Fassa và một bàn thắng của Sananta. Như vậy là với trận đấu chiến thắng này thì U22 Indonesia đã chính thức giành quyền vào bán kết sớm một lượt trận tại bảng A.